Sài Gòn một thời để nhớ. Nước mắm tỉn của người Sài Gòn xưa. Thật ra, ít khi má tôi mua nguyên tỉn nước mắm. Thời xưa nhà nghèo không đủ tiền mua nguyên tỉn, nên mỗi lần nhà hết nước mắm, má thường sai tôi đi mua nước mắm lẻ tại quán bà người Tàu mà tụi con nít hay gọi là sẩm tiệm. Khi biết tôi mua nước mắm, bà liền mở nắp tỉn, dùng một cái gáo làm bằng tre múc nước mắm từ trong lòng tỉn. Cái gáo này còn gọi là cống, làm bằng ống tre vạt, 1/3 làm cán, 2/3 còn lại được cương gang dùng đưa vào tỉn theo chiều thẳng đứng. Có nhiều cỡ gáo và các tiệm tạp hóa cũng dùng gáo để làm đơn vị tính khi bán giấm. Rượu cũng trong bằng cái gáo tre này. Nhưng thích nhất là mỗi khi có tiền, má kêu tôi cùng đi chợ để phụ má xách tỉn nước mắm về vì tỉn cũng khá nặng. Bà thường mua nước mắm tỉn từ những chiếc ghe nhỏ cắm sào ở con rạch Hàng Bàng phía sau chợ Bình Tây. Đây là những chiếc ghe chở muối, nước mắm tỉn từ xóm tỉn nằm ở cuối đường Đề Thám, đoạn từ Cô Giang đến bến Chương Dương gần sông Bến Ghé, để ghe Thương Hồ thuận tiện lên xuống lấy hàng. Nước mắm đựng trong tỉn có thể chở đầy ghe, đầy toa xe lửa, đầy xe vận tải mà cũng không lo sợ hư bể. Hơn nữa, tỉn cũng không cần phải có thùng gỗ để bảo vệ như chai. Khi đó đã có nước mắm đựng trong chai thủy tinh, nhưng không được người tiêu dùng ưa chuộng. Má tôi thường tính toán là mua một tỉn nước mắm giá chỉ có 5 đồng, được 3 lít rưỡi. Sau khi dùng hết nước mắm, còn bán lại cái tỉn cũ với giá 1 đồng rưỡi. Như thế, 1 lít nước mắm, người tiêu dùng chỉ tốn khoảng 1 đồng. Trong khi đó, nếu mua chai nước mắm 1 lít mà theo giá năm 1961, của hãng Thủy Tinh Việt Nam là 6 đồng mỗi chai. Sau khi dùng hết nước mắm bán lại chai chỉ được 2 đồng, thì người tiêu dùng phải trả 4 đồng cho 1 lít. Sở dĩ giá nước mắm cao như vậy vì kỹ nghệ làm thủy tinh lúc ấy vẫn chưa phát triển nên giá thành còn cao. Đã có nhiều cuộc tranh luận chính thức hay không chính thức trong các nhà máy làm nước mắm về việc sử dụng tỉn hay chai. Quý vị đang nghe bài viết Nước mắm tỉn của người Sài Gòn xưa trên kênh audio của Tạp chí Đáng Nhớ qua giọng đọc Lê Trang. Tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 4 năm 1961, tại Phòng Thương mại Sài Gòn đã có một buổi họp chính thức để thảo luận về vấn đề nước mắm nên vô tỉn hay vô chai. Phái đề nghị nước mắm phải vô chai đưa ra những lý do: chai thủy tinh luôn sạch sẽ, dễ súc rửa, dễ sát trùng, vệ sinh được bảo đảm. Chai thì đẹp mắt hơn tỉn và còn giúp được ngành thủy tinh nước nhà phát triển. Trong khi đó, phái chủ trương nước mắm phải vô tỉn thì lập luận: tỉn rất hạ với hương vị nước mắm, nếu là nước mắm ngon đựng trong tỉn càng để lâu thì càng ngon. Lâu ngày, nước mắm sẽ keo lại và xuống màu thành một thứ nước mắm đặc biệt, tức là nước mắm lú. Loại nước mắm này có thể để lâu hàng mấy chục năm, có khi cả 100 năm sau, trở thành một vị thuốc để người đau phổi có thể dùng trị bệnh. Người bệnh dùng rất bổ và có khi còn trị chứng đau bụng của các loại gia súc. Nếu nước mắm không vô tỉn, thì công nhân làm tỉn sẽ thất nghiệp, 2,4 triệu cái tỉn sẽ trở thành phế vật. Hơn nữa, tỉn không cần phải có thùng gỗ để bảo vệ như chai. Còn về mặt kinh tế, thì các nhà làm nước mắm không đủ vốn để mua chai thay tỉn. Và chai đựng nước mắm mắc hơn làm thiệt hại cho người tiêu dùng. Tỉn còn có hình thể rộng miệng hơn chai, dễ đổ nước mắm vào hơn. Trong lúc kỹ nghệ nước mắm của ta chưa có những máy móc tối tân để vô chai như các hãng làm nước ngọt. Sau cuộc họp này, Phòng Thương mại đưa đến kết luận hàng hai là xí nghiệp nào sản xuất nước mắm đóng chai, nhà nào làm nước mắm vô tỉn thì cứ tiếp tục đến khi nào người mua tẩy chai thì dẹp. Quý vị đang nghe bài viết Nước mắm tỉn của người Sài Gòn xưa trên kênh audio của Tạp chí Đáng Nhớ
qua dòng đọc Lê Trang, tạp chí đáng nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Tỉnh Bình Thuận đã nắm giữ vai trò độc tôn ngót một thế kỷ nay, khiến cho nghề làm tỉnh tại đây ngày càng gia tăng số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước mắm ở khắp thị trường. Vào khoảng những năm 1960, trên quốc lộ 1 về phía Tây Nam thuộc xã Phú Lâm, Bình Thuận, có 5 lò tỉnh của tư nhân là Minh Thành, Công Minh, Mỹ Lợi, Hiệp Nghĩa và Hiệp Thành. Muốn xây cất một lò tỉn tùy theo lớn nhỏ, ít nhất người ta cũng tốn khoảng 300.000 đồng theo giá thị trường lúc ấy. 1 đô la Mỹ đổi 73 đồng, một lượng vàng giá 5.300 đồng. Mỗi cơ sở cần đến khoảng 100 lao động cho các công đoạn lấy đất sét, đạp đất sét, nặng tỉn cho đến phơi thử, lăn ra và chùi tỉn. Số nhân công này được trả công hàng ngày. Thường thường, người ta chọn lựa địa điểm sẵn có đất sét để xây cất lò tỉn vì sẽ được thuận tiện trong việc lấy đất gần đó, khỏi phải tốn hao sở phí chở đất về lò. Do đó, người ta có thể nói rằng các lò tỉn ở Phan Thiết rất thích hợp với địa thế vì ở đó đã có sẵn đất sét ở ruộng, lại ở gần con sông chảy qua chiếc cầu Ông Diễu, tục gọi là cầu 40, nằm trên quốc lộ 1. Ở cách các lò tỉn này độ vài trăm thước, có loại bùn non, nhuyễn và đen có thể làm nước men thoa tỉn. Tôi luôn nhớ, má tôi hay mua nước mắm tỉn hiệu ba con cua, loại ngon hơn một và hai con cua. Bây giờ khi ngồi viết lại bài này, tôi vẫn nhớ hình ảnh người đàn bà nghèo xách tỉn nước mắm về nhà, đẩy cái tỉn vào cái thau lớn, lấy đầu sống của dao khẽ nại cái nắp tỉn để đổ nước mắm ra cái thau, rồi dùng vải thưa lót trên miệng cái quặng lượt nước mắm vào từng chai cho hết. Còn thằng nhỏ là tôi vừa ngửi mùi nước mắm thơm, sau khi mẹ chắc nước mắm xong là xách cái tiễn dông tuốt ra đầu ngõ chợ chú Trệt ve chai để bán kiếm một đồng rưỡi ăn cà lem cây. Quý vị vừa nghe xong bài viết Nước mắm tỉn của người Sài Gòn xưa trên kênh audio của tạp chí Đáng Nhớ qua giọng đọc Lê Trang. Tạp chí Đáng Nhớ cung cấp những bài viết chất lượng cao về đời sống văn hóa của người Việt không chỉ ở nước Mỹ mà còn khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể truy cập tạp chí Đáng Nhớ qua Facebook hoặc website ở địa chỉ dangnho.com. Tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ.